Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục với những bài học về học vần nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chị có chữ A khi kết hợp với chữ O, chúng mình sẽ đánh vần là A O Ao. Ta được vần Ao. Đối với vần ao, chị có ví dụ sao, táo. Tiếp theo, chữ e khi kết hợp với chữ o, chúng mình sẽ đánh vần là e o eo. Ta được vần eo. Ví dụ như kẹo, bèo. Chữ A khi kết hợp với chữ U, chúng mình sẽ đánh vần là A U Au. Ta được vần Au. Ví dụ như cau, tàu. Chữ ớ khi kết hợp với chữ U, chúng mình sẽ đánh vần là ớ U Âu. Vần Âu. Ví dụ châu, gấu. Chữ E khi kết hợp với chữ U, chúng mình sẽ đánh vần là E U Eo. Vần Eo. Ví dụ như rêu, phễu. Chữ Y khi kết hợp với chữ U, chúng mình sẽ đánh vần là I U Yêu. Ta được vần yêu. Ví dụ như dìu, điệu. Cuối cùng, chị có chữ ư khi kết hợp với chữ u, chúng mình sẽ đánh vần là ư u ưu. Vần ưu. Ví dụ như liệu, xe cứu hộ. Chị đã giúp các bạn tìm hiểu xong các vần trong bài học ngày hôm nay rồi đó. Các bạn đã nắm chắc được chưa nhỉ? Bây giờ, hãy cùng chị luyện đọc lại một lần nữa nhé. A O Ao. A O Ao. A O Ao. E O Eo. E O Eo. E O Eo. A U Au. A U Au. A U Au. Ở U Âu. Ở U Âu. Ở U Âu. E U Eo. E U Eo. E U Eo. I U Yêu. I U Yêu. I U Yêu. U U Ưu. U U Ưu. U U Ưu. Sau khi luyện đọc xong, các bạn đã tự tin hơn với phần này chưa nhỉ? Hãy xem lại bài học thật nhiều lần để có thể luyện tập một cách tốt nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.